các bạn đã quay lại với kênh Lò Mò. Bây giờ thì các cái đồ điện nội địa của Nhật đã phổ biến hơn trong các cái gia đình người Việt. Cái ưu điểm của hàng nội địa Nhật ý, thì nó rất là bền và rẻ. Nhưng nó có một cái nhược điểm, đó là nó sử dụng cái dòng điện 100 đến 110. Do vậy mà cần thêm một cái bộ đổi nguồn cho nó. Đây là cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc mà hay cắm nhầm điện. Cắm nhầm điện 110 đến 220V dẫn đến thiết bị đã bị hỏng. Và cụ thể đây là mình cũng vừa sửa xong một cái máy lọc không khí này, cũng cắm nhầm điện, vừa sửa xong. Thì để khắc phục cái vấn đề này, clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn là mình sẽ chế cái cụm đổi nguồn vào luôn trong cái thiết bị này. Và mình cái đầu dây điện của mình sẽ cắm thẳng vào điện 220 luôn, không cần phải qua cụm đổi nguồn nữa. Khi đó thì cái việc cắm nhầm điện thì không có nữa, hoàn toàn có thể cắm thẳng vào 220 mà không lo đến cái vấn đề đổi nguồn, đổi nghèo gì cả. Thì ở đây mình có mua một cái gọi là cái biến áp loại nhỏ, loại trần này, lắp trong, đổi từ 220V sang 110. Và đây là cái cục biến áp mà mình mua để chế vào trong cái lọc không khí kia. Nó được gọi là cái cục biến áp xuyến. Cái này là hàng sản xuất ở Việt Nam luôn nhé. Các thông số đều ghi tiếng Việt hết đây này. Của hãng Bianchi. Dòng điện vào của nó là 220V. Và dòng điện ra của nó là 110V. Công suất của nó là 80 VA. Nó tương đương với khoảng 65W. Cái lọc không khí cái của mình công suất của nó chỉ có 54W thôi. Và cái cục đổi nguồn này hoàn toàn nó có thể đáp ứng được cho cái công suất của cái lọc không khí đó. Đây, ở đây nó sẽ có 3 dây. Một dây xanh, một dây vàng và một dây đỏ. Ở trên này người ta cũng hướng dẫn luôn cái ký hiệu của từng dây một. Ví dụ dây màu xanh này là 0V. Dây màu vàng là điện 110V. Và cái dây màu đỏ này là điện 220V. Bây giờ phương án kỹ thuật của mình sẽ làm sao mà đặt được cái cục biến áp này vào trong luôn cái lọc không khí này. Và bây giờ mình sẽ thi công để chế nó vào trong cái lọc không khí nhé. Ở đây mình đã tháo sẵn các cái ốc ra rồi để đỡ mất thời gian. Rồi nhấc cái vỏ này ra thôi. Đây là bên trong cái máy lọc không khí đấy. Các bạn để ý đây có cái dây nguồn này, dây màu xám này, đây là cái dây nguồn vào. Thì các bạn cắm điện 100 hoặc 110 vào cái dây này thì nó sẽ vào cái trong cái mạch điều khiển này. Phương án kỹ thuật của mình là mình sẽ không cho cái dây nguồn đi thẳng vào trong cái mạch này nữa, mà nó sẽ đi qua cái cục biến áp này trước khi đi vào trong cái mạch này. Đó, tức là mình sẽ chặn ở giữa này, cắt cái dây nguồn này ra và đầu vào của nó sẽ đấu vào cái biến áp này trước. Sau đó đầu ra của biến áp sẽ đi vào cái mạch này. Rất đơn giản thôi. Ở đây người ta đã chỉ sẵn các loại dây rồi. Cái dây màu xanh là 0V, dây màu vàng là 110V và dây màu đỏ là 120V. Như vậy là cái dây màu đỏ này sẽ là cái điện vào cho cái biến áp này. Tức là đầu vào của cái dây này sẽ, chúng ta sẽ cắt dây này ra. Đầu vào của nó sẽ đấu thẳng vào cái dây màu đỏ này. Một cực đấu thẳng vào dây màu đỏ, còn một cực đấu vào cái dây màu xanh, dây 0V. Và đầu ra thì một cực sẽ đấu vào cái dây màu vàng này. Và một dây còn lại cũng sẽ đấu chung với cả cái dây màu xanh 0V này. Tức là dây 0V này sẽ đấu chung. Đấy, cũng rất đơn giản thôi. Bây giờ nhiệm vụ của mình làm sao mà đặt cái cục biến áp này nó vào trong cái bên trong cái máy lọc không khí này. Mình thiết kế chỗ nào? Dự định của mình là mình sẽ đặt ở đây, cái khe này, treo ở cái khe này đấy. Mình sẽ làm cái dây xong rồi, đây có cái móc rồi, mình sẽ treo luôn vào đây. Đấy, chỗ này để tiện đầu dây. Mình sẽ dùng cái băng dính hai mặt này. Dán nó. Và dùng cái dây thít này.
để treo nó luôn vào cái, đây là có một cái tai này, treo luôn cái dây tiếp vào đây. Và băng dính này dán cho nó ăn luôn vào đây này. Đấy, như vậy là mình đã cố định được cái biến áp vào đây rồi. Bước tiếp theo mình sẽ phải đấu dây. Đấu dây thì ở đây là người ta cho sẵn các cái đấu dây nhanh rồi. Rất đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ cắt cái dây nguồn của nó ra đã. Đây là nguồn đầu vào. Nguồn đầu vào thì mình sẽ đấu một cực vào cái dây đỏ 220V. Và một cực đấu vào cái dây xanh 0V, tức là dây mát đấy. Còn đây là đầu ra. Đầu ra thì một dây mình sẽ đấu với cái dây màu vàng này, điện 110V. Và cái dây còn lại mình đấu chung với cả cái dây vào 0V. Đấy, như vậy là đấu mình đấu xong rồi, rất đơn giản thôi. Mình cố định cái chỗ này vào, dùng cái băng dính hai mặt cố định chỗ này vào cho nó gọn. Như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ thử cắm điện 220 luôn để test thử. Mình cắm thử vào điện 220 luôn nhá. Cái ổ cắm ở trên tường mình là 220. Đấy, mình cắm vào rồi, không thấy tiếng nổ. Mà mình thử bật thử lên nào. Các bạn thấy nó chạy ok chưa? Đấy, đèn lên rồi ấy. Đèn đỏ này là nó báo không có lọc, mình vừa tháo hết lọc các thứ ra rồi thì nó báo đỏ thôi. Nói chung là vừa lên được nguồn là được rồi. Bây giờ thì không phải lo cắm vào đổi nguồn nữa. Cắm thẳng vào điện 220. Đây các bạn thấy là mình, cái dây nguồn của mình là cắm thẳng điện 220 luôn này. Xong rồi, bây giờ mình ráp vỏ nữa là xong. Rất đơn giản đúng không các bạn? Chi phí cũng rất rẻ.
vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách là chế thêm cái bộ đổi nguồn vào bên trong của cái lọc không khí này, hoặc là với bất kỳ một cái thiết bị điện tử nội địa của Nhật Bản. Lưu ý là đối với những cái máy lọc không khí nó có công suất bé thì mình mới chế được cái kiểu ấy, nhưng mà đối với cả máy cái máy đun nước, cái ấm đun nước hoặc là cái nồi cơm điện công suất là lớn thì chắc là mình sẽ không chế được cái kiểu đấy, tại vì cái biến áp xuyến đó nó chỉ cho các cái máy thì công suất bé thôi. Nếu công suất lớn thì cái biến áp nó sẽ to hơn, khi mà to hơn thì mình sẽ không đặt được vào bên trong của cái thiết bị này. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy cho mình một like nhé. Nhớ đăng ký kênh của mình để được xem những video mới hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.